review thật nhanh phim Deadpool and Wolverine mới vừa coi xong tức thì luôn, nhưng mà tôi không đi chi tiết đâu, đi bị spoil hết. Đây là một trong những phim Marvel cảm xúc nhất tôi từng coi, vì tôi gặp lại rất là nhiều nhân vật từ những cái phim siêu anh hùng trước của hãng 20th Century Fox. Nó đỉnh mà nó vui kiểu mắc dạy, mọi người thấy không, mà mắc dạy này nó làm cho mình cười được. Deadpool và Wolverine là hai cái miệng hổn, mà khi hợp lại với nhau thì nó hổn nhân 10 nha mọi người. Coi trailer nó chỉ là một cái gì đó rất là nhỏ thôi, nó không có ảnh hưởng tới bộ phim luôn. Coi xong thì mình thấy nó là cảm xúc là lời chào tạm biệt dành cho hãng phim 20th Century Fox. Ồ, cuối cùng Disney họ cũng đã có một cái màn honor, một cái kết, một cái legacy dành cho các nhân vật siêu anh hùng đã từng xuất hiện trong Fox. Đã là phim thành hình đã chiếu hay là những dự án nằm trên giấy mà đã bị hủy khi mà Fox được chuyển giao cho Disney. Yếu tố âm nhạc mà mình thích những cái bài nhạc hit, ví dụ như bài Iris của Goo Goo Dolls hay là I'm With You của chị mình Avril Lavigne nữa. Nói chung là coi cực kỳ là cảm xúc luôn và cười rất là nhiều luôn, mặc dù có nhiều đoạn nó hơi nhây, nhưng mà tổng chung lại Marvel sau một phim quá flop năm ngoái là The Marvel, năm nay đã lên đỉnh lại rồi nha mọi người. Không biết phim sau như thế nào, nhưng mà mọi người nhớ đi coi vào ngày 27 tháng 7 nha, và coi ở định dạng IMAX nha mọi người. Rồi vậy thôi, hết review rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu mà thích video này cho Phúc một like và nhớ bấm theo dõi kênh của Phúc để xem review chiếu rạp và series mỗi tuần nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại, bye bye.